bộ karaoke loa Aga Sound Bass 30 kết hợp với một em siêu trầm của ARF 340. Con này là con trầm điện nha anh em nhé. Con trầm điện. Trầm điện thì em đang đánh với nâng tiếng. Bộ này bác khách có lắp mà cách đây là 2 năm rồi các bạn. 2 năm lúc đấy chưa có trầm, mới nâng cấp trầm. Trầm thì em đấu còn nâng tiếng này, nghe nhạc và hát rất là phê luôn. Đấy, đây là đẩy này, đẩy hai vang cơ này, nâng tiếng này. Và một con mic không dây. Một con siêu nịnh tiếng, ấm tiếng M550. Đấy, và đôi loa huyền thoại Aga Sound. Con loa này thì giá hiện tại thời điểm bây giờ nó đang là 18 triệu một đôi. Anh em mà thích thì có thể nghiên cứu con này. Tiếng rất là đã luôn. Từ năm 2022 tháng 12 năm 2022 luôn. Con loa quá là chất lượng. Tiếng bàn tép đánh rất là hay. Mỗi tội giờ nó đắt, đây là ít anh em chơi thôi, còn tiếng nó hay lắm. Rất là mượt mà. Đấy, có súp đánh nha. Đấy, sâu thăm thẳm luôn. Đây này, súp bằng nâng nhá, nhạc lên này. Đấy. Tép đánh tách 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 luôn. Ba tép của con Aga Sound cực kỳ hay luôn. Rồi, mọi chi tiết anh em chủ động liên hệ với anh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.